Ngày 12 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 1974, Hằng Cù viết: Tại Shelton, chúng tôi dài dột để túi đeo đựng hành lý bên đường, vì trong lúc không để ý nên đã có người lấy trộm đi. Trong đó có rất nhiều thứ, kể cả cuốn nhật ký của chúng tôi. Coi như bị mất hết từ lúc đến trại thiếu niên Naseli. Tuy nhiên hai chúng tôi cũng ráng hồi tưởng để viết lại những phần mất mát đó. Sau cuộc nói chuyện với những em trai phạm pháp ở Naseli, chúng tôi tiếp tục đi theo xa lộ 101 về hướng Bắc. Con đường dễ sợ quá, vừa hẹp lại ngoằn ngoèo với những xe vận tải nặng nề, chất đầy gỗ chạy ào ạt thật nhanh. Trong thời gian này, mỗi ngày chúng tôi đều lễ lại. Anh Jim Gatten là thợ mộc tự lập ở vùng Naseli, thỉnh thoảng đến bàn luận về Phật Pháp và giúp sửa chữa lại chiếc xe kéo muôn thuở của chúng tôi. Nhiều lúc vì quá vội vàng, sư Hằng Do đã lôi chiếc xe lọt xuống hố rãnh, nên chúng tôi phải quấn thêm mấy vòng sắt bao quanh bánh xe để bảo hộ nó. Thành thử chiếc xe kéo có vẻ kiên cố hơn. Vả lại, mỗi lần đi vào thành phố, hầu như chúng tôi đều thay cho nó cây sắt mới. Chỉ có mấy cây cầm loại 26 phân có vẻ còn yếu ớt, vì không đúng kiểu của bánh xe cho nên không chịu nổi sức nặng. Có mấy que bị gãy cong vòng. Khi nào tới South Bend, chúng tôi phải thay cầm mới cho chúng mới được. Mấy ngày qua lễ bái chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng khi gần tới một khu phố nhỏ của Arctic thì sườn xe kéo bị nứt gãy. Tuy nhiên chỉ vài phút sau đó, có ông từ vùng Weyerhauser ngừng lại chở chúng tôi và cả chiếc xe kéo đến một công xưởng sửa xe thật lớn. Khi đến nơi, mọi hoạt động nơi đây đều phải ngừng lại. Vì sao anh thợ máy dùng Weyerhauser này đang hì hục áp nhau quanh chiếc xe bé bỏng để đập, trảm, hàng sửa lung tung. Chỉ trong vài phút, chiếc xe trở nên hoàn toàn lành lặn và chúng tôi được chở trở về địa điểm. Ngay nơi con sông Smith cắt ngang xa lộ 101, có một cây cầu dài nhưng lại hẹp, và cứ khoảng mỗi vài giây có một chiếc xe hay xe hàng chạy ào qua. Chẳng có lối nào cho người đi bộ cả. Thế là chúng tôi ngồi lại ở đầu cầu hơn cả tiếng mà không biết làm sao. Cuối cùng hết hy vọng nên chúng tôi chuẩn bị đánh liều đi Đài Hoa. Thì vừa lúc có anh thợ mộc vui tánh, tướng tá đồ sộ, chắc nặng ít nhất cũng khoảng 300 cân, 135 kg, nhảy ra bảo: Nói đi, tôi có thể đưa các ông qua cầu được không? Đến Montesano, chúng tôi tách xa lộ 101 để vào nội địa. Sarap Trip là một trong những người bạn cũ đã cùng tập thiền Zen với sư Hằng Do khi xưa. Cô và đứa con gái đến từ vùng Portland, có mang theo thức ăn Mỹ Tây Cơ cho chúng tôi và ở lại một lúc để cùng lễ bái. Chiều tối thứ bảy, khí trời nóng bức, khi chúng tôi vẫn còn phủ phục dưới đường tiến về khu phố nhỏ ở Montesano. Dù đã được 6 dặm, nhưng chúng tôi chưa muốn ngừng nghỉ. Sư Hằng Do còn ở phía sau bận trò chuyện với một nhóm nông dân, còn tôi tiến gần đến đầu phố. Lúc đó tôi cảm thấy lòng mình nao nao kỳ lạ. Tôi nhìn về phía trước, khoảng gần 1 dặm ở cuối cầu có mấy người đang lao nhau. Lúc đến gần hơn, tôi mới nhận ra đó là một đám người say rượu. Mấy ông này vừa đi loạng choạng văng ra mặt lộ, vừa la lối chửi thề, vừa tiểu giải ra khắp nơi. Tôi nói thầm: Trời ơi, cả ban hội đồng tiếp tân đây rồi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục lạy và biết sư Hằng Do cũng đang sắp tới. Đây cũng giống như những lần tôi có ở tiệm Thủy Đỉnh, đã từng được huấn luyện cách ứng phó để vượt qua mọi khó khăn ở thế giới linh cảm này. Chuẩn bị ngay cho tàu lặn, chuẩn bị phân lượng độ sâu cho tàu, khóa cửa nước chặt lại, đóng 2 lớp cửa quầy tàu. Tôi tiếp tục lại, vừa đến đầu cầu hướng nam, sư Hằng Do cũng kịp lúc đến bên tôi, và chúng tôi cùng lễ lại qua cầu. Tới cuối cầu,
chúng tôi không thể đi xa hơn nữa vì có 6 ông thợ mộc say to lớn đang đứng chặn ngay lối đi. Ông có tướng đô dứt gầm gừ: "Nếu hai thằng bay không mau giải thích về những gì tụi bay đang làm thì tụi tao sẽ bầm nát chiếc xe nhỏ bé này thành triệu mảnh vụn cho coi." Lúc bấy giờ trong thâm tâm tôi tự biết rằng chúng tôi chẳng có làm gì sai trái thì mình có quyền đi trên mảnh đất này cũng như bọn họ vậy. Đồng thời tôi cũng thấy rõ đây không phải là lúc để thắc mắc đòi hỏi nhân quyền hay công lý gì cả, mà chỉ thắc mắc là làm sao cứu vớt hai cái cổ nhỏ bé ốm tông của chúng tôi đây. Mặt mày mấy ông này trông giống như những con bò mộng đang phẫn nộ. Thông thường một người nếu ở vào tình trạng như vậy thì có hai con đường để ứng phó: hoặc là người đó có phản ứng sợ hãi khúm núm biến sắc mặt và sẽ làm bất cứ những gì theo lời đòi hỏi của kẻ dọa nạt mình; hoặc là người đó có phản ứng với sự giận dữ và cố tìm cách chống trả lại để thoát thân. Đó là hai bản tính tự nhiên của con người. Nhưng đúng ngay ở giây phút này, hình như có một cái gì màu nhiệm trong không trung. Tôi chợt nhớ lại những lời sư phụ dạy bảo qua điện thoại lúc chúng tôi gọi về từ Oregon. Tôi có thưa là đang đi vào vùng chuyên khai thác cây rừng và tình hình ở đây có vẻ bất an, nên thắc mắc hỏi nếu ở trong hoàn cảnh thật cần thiết, tôi có được phép tự vệ không? Sư phụ đáp liền: "Không được, nếu còn đánh lộn thì coi như không phải là đệ tử của ta. Con phải học cách sử dụng cái trí thông minh của mình, không có hoàn cảnh nào để cho phép con dùng võ lực cả. Nếu con bị kẹt vào tình thế đối phương quá hung dữ thì hãy quán xét tự tâm mình. Nếu con thật không có chút gì đếm xỉa đến sự sợ hãi hay nổi giận thì sẽ không ai có thể đụng đến con đâu. Đối với cả chuyến đi của con, ta tự bảo đảm về điều này. Cứ đơn thuần mà lo dụng công và giữ vững giới luật thì có cái gì phải lo sợ chứ?" Tôi nhìn qua sư Do, thấy sư đệ có vẻ bình tĩnh. Hơn bao giờ hết, tôi cũng rất ngạc nhiên về thái độ của mình đối với tình cảnh này. Những lời giáo huấn thật có công hiệu. Tâm tôi không lay động. Không chỉ những lời sư phụ dạy bảo mà còn là cách hướng dẫn với tất cả sự hùng hồn, khiến như có năng lực thật mạnh mẽ. Điều đó chẳng có gì để nghi ngờ cả. Lập tức mấy ông thợ mộc bắt đầu cảm thấy hình như có điều gì không ổn như dự định. Sư Hằng Do và tôi đã phản ứng lại sự tấn công của họ qua cử chỉ cởi mở, thẳng thắn, thân thiện trong khi đối đáp, khiến họ hoàn toàn bật ngửa không ngờ. Phút chốc, bọn họ quay lại cãi lý với nhau. Có mấy ông vẫn cố khiêu khích chúng tôi. Trong khi đó, có một số muốn mời chúng tôi xuống phố đến quán rượu để uống vài lon bia. Có một ông la lên: "Ê Jesse, tụi nó hỗ trợ cho nhau còn hơn là mình tưởng nữa đó." Cuối cùng sư Hằng Do nói: "Bây giờ xin phép mấy ông nghe, vì chúng tôi còn vài dặm nữa phải đi." Qua ý chỉ đó, tôi phủ phục đặt hai tay cùng đầu gối xuống và lại ngay ngang qua họ. Sư Hằng Do cũng kề cận một bên. Sáng hôm sau, một chiếc xe chở đầy mấy ông hôm qua chạy đến để xin lỗi. Mấy ngày sau, chúng tôi đến một khu phố nhỏ của Sachsop. Nơi này thật nhộn nhịp giống như hội chợ vùng quê. Khi chúng tôi đi qua, hầu hết dân trong phố đều chạy ra dòm ngó. Cả đám con nít cởi xe đạp cùng với mấy con chó chạy xúm xích theo hai bên chúng tôi. Đó là một ngày nắng ấm nhất, vui vẻ nhất của chuyến đi. Quang cảnh ở thành phố Elma cũng vậy. Hàng trăm người đứng dọc hai bên đường. Một số mỉm cười vui vẻ, một số nhăn mặt nhíu mày. Nhiều kẻ nói chuyện lao xao. Cảnh tượng nơi đây phản ứng tất cả những gì có thể tưởng tượng ra, từ sự thất vọng hoàn toàn đến trạng thái vui mừng hoan hỷ. Vào đến trung tâm thành phố, hội phụ nữ tương trợ đã chuẩn bị cho chúng tôi một bữa ăn với món canh sò chay thập cẩm. Đó là món đồ chay mà họ có thể nghĩ ra thôi. Món canh này hầu như chỉ toàn bắp và sữa. Chúng tôi vào phía bên trong ngồi ăn, trong khi có rất nhiều khuôn mặt từ phía cửa sổ tò mò chăm chú nhìn theo. Đi đến cuối phố, chúng tôi mới biết là có một em trai khoảng 12 tuổi đã lẻo đẻo theo sau chúng tôi cả ngày rồi. Hỏi em có chuyện gì không thì nó tự giới thiệu là Trish và muốn đi theo để phụ giúp đôi phần. Chúng tôi từ chối, nhưng nó cứ cố nài nỉ nên rồi cũng để hắn đi theo. 3 hay 4 ngày liền, mỗi sáng sớm là đã thấy em xuất hiện ở địa điểm lễ lại để phụ giúp sư Hằng Do dọn đồ đạc vân vân. Tối đến, em đi về phía trước để giúp sư Hằng Do tìm chỗ cắm trại.
em còn thu lượm củi khô để nhóm lửa nữa. Chú bé này tính tình cũng trầm tĩnh đấy. Sư Do chuyển dịch tên Chris của em thành tiếng Trung Hoa là khả lợi thế, tức là có khả năng làm lợi ích cho thế gian. Chúng tôi lại qua Park Larry và đang trên đường vào vùng Selton. Chính nơi đây cái túi hành lý của chúng tôi đã bị đánh cắp. Trong túi ngoài cuốn nhật ký còn có cái áo rách của Sư Do, vài cuốn kinh, máy chụp hình loại bỏ túi, quần áo của chúng tôi và luôn mấy cái bao ngủ nữa. Ở Selton, chúng tôi thấy lẻ tẻ một ít đám pháo bông trên không. Vì sắp đến ngày 4 tháng 7, lễ độc lập ở Mỹ, nên có rất nhiều trẻ em chơi đùa với pháo. Chúng tôi tiến về mục tiêu một cách tốt đẹp. Ông bà Graham cho chúng tôi dựng lều ở phía sau khu vườn của họ. Ngày 2 tháng 7 năm 1974, Hằng Cụ viết: dù bị mất túi đồ nhưng chúng tôi vẫn ok. Ông bà Graham tặng chúng tôi một bó bánh tây và mền để mang theo. Anh Paul Everett dừng lại hỏi thăm, ngỏ lời muốn giúp chúng tôi và nói về kinh nghiệm luyện tập thiền Thiên Chúa của anh. Mỗi ngày anh ta đều ngồi và niệm, linh hồn con tán dương Chúa. Anh bảo nhờ làm như vậy mà thật đã giúp cho tinh thần tỉnh táo thêm ra. Một anh thủy thủ chiến hạm nguyên tử từ bến tàu Bremerton dừng lại trong bộ quân phục màu xanh biển. Anh rất ngạc nhiên khi biết tôi cũng từng là thủy thủ và kể rằng có lần tàu anh lặn dưới biển cả 60 ngày. Bởi vậy có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để có dịp quán tưởng. Sau đó có rất nhiều thủy thủ chăm chỉ nghiên cứu các tôn giáo Đông Phương và họ yêu cầu xin cho đồ chay trong các bữa ăn. Thay vì hành động theo bản tính cuồng dại của những lính thủy ngày xưa, thì bây giờ có rất nhiều anh đã chuyển qua tập thiền và biết tự khép mình vào kỷ luật. Ngày 3 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết: lúc chúng tôi rời con lộ để đi tìm chỗ nghỉ, có một chiếc xe sửa chữa công lộ của tiểu bang gần lại một bên. Nghe tiếng lanh lảnh từ máy liên lạc trong xe họ phát ra: ê George, anh đang tìm Henry hả? Ừ, hắn đâu rồi? Hắn đang ở gần mấy ông giáo trưởng Ấn Độ đó, đừng có chạy ẩu cán mấy ổng nha. Rồi họ cười ầm lên. Tin đồn gian ra khắp nơi về chuyện chúng tôi bị trộm mất túi hành lý. Có tờ báo đăng tựa lớn ở trang bìa giải thích nhịp nhàng: một tu sĩ Phật giáo ở Belfair rất mong tìm lại bao hành lý. Cha mẹ sư huynh đang sống ở quận Belfair. Sau khi rời khỏi Selton, chúng tôi kết thúc lễ lại trên quốc lộ US 101, rồi rẽ về phía đông đi theo xa lộ tiểu bang số 3 và 302. Đến Birdie, thêm khoảng 10 dặm nữa thì sẽ đi về hướng nam để qua cầu Tacoma Narrows, dùng Tacoma. Sau đó chúng tôi tiến về phía bắc theo xa lộ 99 đến Seattle. Chúng tôi chọn theo lộ trình này vì đó là cách tiện nhất để đi vòng qua khu căn cứ quân sự lớn ở Fort Lewis và tránh được đại lộ. Chúng tôi đi ngang qua hàng trăm bán đảo nhỏ, hòn đảo, những nhánh biển nhỏ và những cửa sông lớn. Đó là những cảnh vật của vùng Puget Sound. Con đường thật chật hẹp lại cong vòng, lấm chấm rải rác những căn nhà gỗ ở hai bên đường. Những trái berry bắt đầu chín rộ khắp nơi. Đây thật sự là một thử thách về định lực, vì khi đi ngang qua những chùm berry ngon ngọt mà không thò tay bẻ hái. Nhưng cái giá trị là biết cưỡng lại lòng ham muốn, vì nếu không kiểm soát được mình trong những trường hợp tầm thường như thế thì làm sao hy vọng kiềm chế được trong những hoàn cảnh quan trọng hơn. Ngày 4 tháng 7 năm 1974, Hằng Cụ viết: gia đình tôi đến tận chỗ lễ lại để đón chúng tôi về nhà. Cùng họ ăn mừng lễ độc lập tại nhà ở quận Penfair. Mẹ tôi có thiện cảm với sư Hằng Do liền, nên mang cho sư một bộ đồ tu giặt khách. Còn cha tôi lo sắm sửa cái bao hành lý và hai cái túi ngủ cho chúng tôi.
Mặc dù trời mưa suốt thời gian chúng tôi ở đó, nhưng tôi cảm thấy thật vui sướng khi lại được kề cận song thân. Ngày 7 tháng 7 năm 1974, Hằng Cù viết: sau 3 ngày ở lại nhà cha mẹ, giờ đây chúng tôi tiếp tục lên đường lễ bái qua vùng Onlin và tiến về hướng đông tới Wadi. Các nhóm ký giả báo chí và đài truyền hình thường lui tới phỏng vấn khi chúng tôi gần tới vùng Rister Sithon. Cho nên đoạn đường ở Sithon này có vẻ nặng nề lắm đấy. Mỗi ngày chúng tôi phải đối đáp hàng trăm câu hỏi, nhưng trong số đó thì có câu: các ông có tin Chúa không? Ồ, trước khi tôi có thể trả lời câu hỏi này thì cần phải định nghĩa rõ Chúa là gì đã. Mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau về Chúa. Nếu chúng ta tin hiểu Chúa như là lý tánh trùm khắp vũ trụ, bao chứa tất cả lớn và nhỏ, tốt và xấu, đúng và sai, và nó cố hữu trong tâm của mọi loài mà không liên quan gì đến việc có tín ngưỡng hay không, thì dân, tôi tin ở Chúa. Chúa này dù có mặt ở mọi nơi, nhưng ít có ai thực sự biết đến Ngài. Trong đạo Phật, chúng tôi được học hỏi và thực tập giáo lý để có kinh nghiệm trực tiếp đến Chúa. Thật ra, những danh từ chúng tôi dùng có vẻ hơi khác biệt. Cái kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp đó được gọi là giác ngộ. Nó là kết quả của những ngày dài đăng đẳng dụng công tu tập đạo hạnh và quán tưởng. Có nghĩa là ta thực nghiệm được thật tại không sanh diệt của tự tánh trong mọi chúng ta. Nhưng Phật giáo không tuyên bố là chỉ có một vị Chúa độc nhất. Chúng tôi thừa nhận các tôn giáo đều có những công dụng và những con đường dẫn dắt đến trí huệ. Con đường có khi dài, khi ngắn, hoặc có khi phải trải qua hằng vô lượng kiếp mới đi đến viên mãn được. Chúng ta phải có cái nhìn về sự cứu rỗi như là những công phu tu tập của mình sau nhiều kiếp. Thật ra chúng ta đã trải qua bao kiếp luân hồi rồi và còn tiếp tục nhiều kiếp nữa phải gian truân, không lối thoát. Vậy thì bây giờ được làm người, tại sao ta lại phí phạm cuộc đời để mơ tưởng về thiên đàng hay địa ngục? Chúng ta phải chấp nhận lấy thân phận hiện tại của chính mình để học hỏi, làm người tốt ngay từ những vật chất sẵn có này. Còn việc tự xưng mình là Phật tử hay tín đồ Thiên Chúa chỉ là phụ thuộc, không quan trọng. Biết Chúa là đơn thuần biết được chính mình. Một người thật có tâm hồn chân chính đi trên đường với sự chịu đựng chín chắn và tâm khai mở vượt khỏi những giới hạn của thế gian, đó mới có thể được coi là hiểu biết Chúa. Và Chúa không những chỉ là một bức tượng, một khái niệm hay một giấc mơ, mà Chúa sẽ trở thành hiện hữu thực tế hơn. Ngày 8 tháng 7 năm 1974, Hằng Cù viết: ông Alfa Romeo có nhiều kinh nghiệm về du lịch, đã chở đến một xe các cô gái đang tuổi dậy thì, mặt đầy mụn. Cả đám thật hồn nhiên, vừa cười khúc khích, vừa lí lắc lại gần chúng tôi. Rồi một cô trong bọn lên tiếng: chúng tôi nghĩ rằng những việc các ông đang làm thì thật là đàng hoàng. Ngừng một lát: nhưng mà mấy ông đang làm gì vậy? Cả bọn bụng miệng cười khúc kha khúc khích. Song thân của tỳ kheo ni Hằng Ẩn là ông bà Paul đến trò chuyện với chúng tôi. Sau đó ông Paul còn giúp sửa chữa lại cái bánh xe kéo nữa. Đài truyền hình số 5 từ Sithon đến quay chuyện thời sự về chúng tôi. Phóng viên Robin Gort tỏ ra thích thú về việc làm này nên đã phỏng vấn rất tỉ mỉ. Trong số những thắc mắc có câu hỏi sư do, trong khi máy quay phim to tướng chiếu ngay vào mặt: làm sao mà các ông có vẻ an nhiên tự tại quá vậy? Khiến tôi cảm thấy thật an dịu khi nói chuyện với ông. Trời Phật ơi, tôi thầm nghĩ, hiện có cả triệu người đang theo dõi, làm sao sư đệ tôi có thể trả lời câu hỏi gút mắt này chứ? Cũng may là cổ không hỏi tôi câu này. Sư Hằng Do nhẹ nhíu mày điềm đạm đáp: vậy à, chính tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu tôi có thái độ như vậy, chắc có lẽ do chúng tôi thọ trì những giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và không dùng những chất say xưa nghiện ngập. Câu trả lời đích đáng quá. Ông Sam McCoy thân tặng chúng tôi tượng con chim trắng đang bay và nói: mấy cậu đã làm tôi cảm động đến tận tâm can. Ngày 9 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết: hôm nay vừa đến Purdy, chúng tôi từ giã con đường nhỏ ngoằn ngoèo để chuyển sang mặt đường xa lộ rộng rãi hơn, rồi tiến thẳng vào Tacoma. Vì biết được
Marble Mount sẽ là địa điểm của tu viện tương lai, nên bây giờ chúng tôi muốn lạy thêm 120 dặm qua khỏi Seattle để cho chuyến bái hương thêm phần tốt đẹp kiết tường khi hoàn mãn. Ông bà Bob và Johnny Curtis là bạn cũ của gia đình Sherwin từ Gig Harbor đến chở chúng tôi về nhà họ ngủ. Ông Bob cứ tưởng rằng một khi xuất gia thành tỳ kheo là dịp để chúng tôi tự nhiên có đủ tư cách để rút khỏi việc đời và ẩn dật một nơi nào đó với thật nhiều kinh sách để chỉ chuyên tâm tu học. Nhưng chuyện này tại chùa Kim Sơn thì không cần thiết lắm. Cuộc đời của một tỳ kheo là dựa trên căn bản tự tu theo đúng giáo lý của Đức Phật để hết lòng dìu dắt mọi người đạt đến giác ngộ. Đây có nghĩa là vị tỳ kheo không phải trốn lánh mọi người. Thêm nữa, những ai sống tại cộng đồng tu viện này đều có bổn phận làm một tu sĩ gương mẫu cho kẻ khác với đầy đủ giới đức, thân, khẩu, ý để mọi người kính trọng noi theo. Đồng thời, vị tu sĩ này cũng phải có khả năng giải thích kinh điển cho những ai cầu thỉnh giáo lý. Mỗi ngày chùa Kim Sơn phải có ít nhất một thời giảng pháp. Bởi thế trọng trách của một vị tỳ kheo đối với thế gian thật nhiều, thì làm gì có chuyện trốn tránh rút lui. Qua phương pháp này, vị tu sĩ mới có thể ứng phó với trần tục mà không bị dính mắc, khước từ hay bị lung chuyển theo những khuôn đúc bắt buộc, không ngừng công kích các giác quan. Tôi kể cho ông Bớp nghe về chuyện trong thời gian chúng tôi đang tiến hành xây cất chùa Kim Sơn. Có lần sư huynh xin phép sư phụ kê bàn học của huynh vào nhà kho để không bị ai làm phiền, vì ở trong nhà kho sẽ được yên tĩnh, không nghe thấy những ồn ào bên ngoài thế gian như tiếng điện thoại reo, chuông cửa, khách khứa, tiếng trẻ con khóc la. Nhưng rốt cuộc đã không được phép như vậy, mà bàn học của sư huynh tôi phải bị kê chen chúc vào văn phòng làm việc vốn đã chật cứng. Trong hoàn cảnh như vậy, sư huynh mới có thể phát triển định lực bằng cách giữ vững lòng không dao động trước những công việc hiện hành chớp nhoáng nhất, thay vì từ bỏ, tránh né thế gian. Sau đó ông Bóp đọc cho chúng tôi nghe câu phương ngôn của người da đỏ thời xa xưa: nếu bạn có thể nhìn thấy ngọn núi Rainier thì trời sắp sửa mưa, nếu bạn không thể nhìn thấy nó, tức là trời đang mưa.